Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 12. Như vậy thì trong clip trước thầy đã quay xong cho em ở cái bài số 4 rồi đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái bài số 5 cũng như là cái bài cuối cùng của trong cái bài số 4 hàm số mũ, hàm số logarit trong nào. Xong rồi thầy sẽ quay cho em ở cái bài số 5 này nha. Bài này cũng khá là dễ em, tính đạo hàm các hàm số, em chỉ việc thuộc công thức đạo hàm là ra thôi. Ở đây là 3x bình đạo hàm, ok thấy chưa nào. Nhưng mà thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đạo hàm. Cái này thì quá là đơn giản rồi, không cần nói nhiều, nó thuộc nguyên về cái gọi là của chương trình lớp 11 kia. Cái này thì ai làm cũng được. Đạo hàm thằng này xuống là bằng 6x lấy 2 nhân 3 này. Thầy làm vậy có nhanh không ta? Đáng lẽ mình phải viết là 3 nhân 2x, ok. Nhưng thầy làm luôn thành 6x nha. Logarit cơ số y của x thì đã có sẵn công thức rồi, bằng 1 phần x. Sin thì cos đó. Xong. Chưa tới 2 phút đã xong câu A. Nhanh quá không vậy? Nhanh quá không vậy? Rồi, ta đi sang câu B. Chứ giờ nó dễ thì làm nhanh chứ sao em hai. Câu B. Y bằng logarit, người ta không viết ở đây, người ta hình dung đây chính là cơ số 10 này. Đây là hàm hợp. Đúng không? Hàm hợp. Chúng ta đã biết được logarit cơ số A của x rồi, bằng cái gì rồi? Hàm hợp thì bây giờ có hợp thì hợp thì lấy cái u phẩy này, không u phẩy này trên cái đúng nào, x bình x cộng 1 nhân cho đây cơ số 10 đúng chưa. Như vậy đạo hàm anh đây thì quá dễ, 2x cộng 1 đạo hàm của 1x này là bằng 1 này, đạo hàm của 1 này bằng 0, không ghi. Rồi, xong. Nhanh quá không người ta. Đúng. Rồi. Được chưa? Đây là kết quả cuối cùng rồi nè. Rồi. Chờ thầy gấp giấy rồi thầy làm cho các em câu C. Đạo hàm. Đây nó có dạng là u chia v này. Chúng ta còn nhớ công thức u chia v. Thì bằng ở đây là u phẩy nhân v trừ cho u nhân v phẩy trên cho v bình phương. Áp dụng thầy công thức này ra ha. Bằng. Cứ vậy mà viết ra thôi. Đúng không nào? Đó, chia như em. Bước đầu tiên như vậy ra hiểu không cái nào? Theo công thức này. Bằng tiếp. Bây giờ logarit cơ số 3 của x đạo hàm. Cái này quá dễ rồi. Thì ra được, đây đâu phải là hàm hợp, đây là x ra 1 trên cái gì? X logarit cơ số y của 3 nhân với x trừ đạo hàm của x thì bằng 1. X bình phương cứ để đó. Đúng không? Như vậy thì ở đây em thấy này, x với x em thấy, x với x triệt tiêu. Như vậy nó còn lại ở đây là 1. Đó. À. Trừ cho tại vì d nhân 1 thì vẫn bằng chính nó, x bình phương. Tới đây hiểu không nào? Hiểu. Đúng nè. Bây giờ chúng ta quy đồng lá này nhân lên đây. Lá này nhân đây và trục xuống dưới mẫu nha. Như vậy đây sẽ bằng 1 trừ cho logarit của 3x nhân logarit của cơ số y của 3. Kem lấy x bình phương kem nhân với thằng này. Được không? Đấy.
Ok. Tới đây á, bạn nào không biết ấy thì em để như này. Tạm thời nếu như mà thầy cho được khoảng 9 điểm rưỡi. Nhưng mà bạn nào mà biết cách xử lý và thông minh một chút thì chúng ta xem này, nhìn này này. 1 trừ ha. À, như vậy thì logarit cơ số y của 3 để đó, thầy xử lý thằng này. Ha, thầy xử lý logarit cơ số 3 của x thế này, thầy sẽ viết được trở thành là gì các em? À, logarit của x trên logarit của cơ số 3. Được, đúng không? Rồi. Như vậy các em thấy logarit cơ số y của 3 là log log y của 3 với log log y của 3 ở đây trực tiêu. Như vậy nó sẽ còn là 1 trừ log log y của x, x bình nhân cho log log y của 3. Xong. Đây mới là kết quả cuối cùng này các em nhé. Chứ không phải ở đây là kết quả cuối cùng đâu, mà ở đây mới là cuối cùng này, tối giản nhất, không thể rút gọn được nữa. Hiểu chưa? Khi nào thầy làm quá sức nó kiệt sức luôn thầy. Vừa càng ngày cho càng yếu luôn em. Đó. Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Trong clip tiếp theo thì thầy sẽ quay tiếp cho các em bài số 5. Ok. Bye bye các em nha.